Đức Phật Dược Sư là vị thầy thuốc trên tất cả vị thầy thuốc. Ngài không những chữa được bệnh trên thân mà chữa cả bệnh trong tâm cho chúng sinh. Thường vào những ngày đầu năm hoặc là hết tháng giêng, hầu hết mọi người đều trì tụng kinh Dược Sư để cầu bình an và giải trừ bệnh tật. Nhưng để hiểu hết kinh Dược Sư thì không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa của kinh này. Dẫn nhập vào kinh Dược Sư là do Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng về những cách mà người đời sau nên làm để được lợi lạc. Chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người của lịch sử, có nguồn gốc rõ ràng, còn những vị Phật khác như Đức Phật A Di Đà, Dược Sư Lưu Ly hay Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đều là truyền thuyết qua lời kể lại của Đức Bổn Sư. Bằng Thi Nhãn Thông, Đức Phật nói rằng cách đây hơn 10 căn già xa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly. Nơi đó, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai là giáo chủ. Căn già xa nghĩa là hằng hà xa, nghĩa là số cát sông Hằng. Ngụ ý nói rằng cõi Phật này xa vô tận. Tên gọi vị Phật là Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, nghĩa là vị Phật này lấy hiệu là thầy thuốc để thực hiện lòng thương xót bằng tâm từ của vị Phật đến chúng sanh còn đau khổ. Luôn lấy pháp dược để cứu khổ đau của chúng sanh đang gánh chịu trong sự luân hồi, như câu mà người ta thường nói: tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi trải khắp mười phương chan hòa, tình người nở một đóa hoa, từ bi vô ngã chan hòa tình thương. Để đạt được quả vị Như Lai, các vị Phật phải hành Bồ Tát Đạo, đặt lợi ích của chúng sanh làm sự nghiệp, dùng tâm từ bi đứng đầu, cho nên luôn phải phát nguyện. Chẳng hạn như Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, Quan Thế Âm Bồ Tát phát 12 đại nguyện, Đức Địa Tạng phát thệ nguyện, địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Lời nguyện chính là lý tưởng, là mong muốn, là ước ao đạt được của vị Bồ Tát đó. Ngài đã phát 12 lời nguyện và đã dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sanh. Trong những lời nguyện đó, luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sanh thoát khổ, được ấm no, tốt đẹp thân tướng. Tuy nhiên, đa phần những người đọc kinh Dược Sư sẽ hoài nghi về điều được ghi lại trong kinh, bởi họ cầu nguyện không được như ý muốn như lời nguyện của Đức Phật, cũng như thấy một vài điểm mâu thuẫn từ lời nguyện ấy. Vì thế, nên hiểu trọn vẹn, chúng ta sẽ không còn hoài nghi nữa. Giải nghi kinh Dược Sư. Điều 1. Trong kinh có đoạn: cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cả đến tiếng khổ cũng không. Nhiều người thắc mắc, vì sao cõi Phật lại không có đàn bà? Hẳn là Đức Phật thiên vị chăng? Chúng ta cần phải nhìn ở hai góc độ. Về mặt lịch sử, quan điểm sống trọng nam khinh nữ rất rõ ràng thời xa xưa. Vì thế, người phụ nữ không có giá trị và được xem trọng, khổ sở trăm điều. Họ luôn ao ước trở thành nam giới để có thể tự do làm mọi việc ngoài xã hội. Do đó, một thế giới hoàn toàn không có phụ nữ là thể hiện niềm ao ước của phụ nữ thời bấy giờ. Về mặt lý tưởng, phụ nữ tượng trưng cho ngũ dục. Mặc dù ngũ dục là nhu cầu của cuộc sống, nhưng nếu quá chiều chuộng sống mà chiều chuộng theo bản thân thì sẽ rất dễ rơi vào sự khổ đau. Vì lòng tham của con người là vô đáy, có được thì muốn có nữa, không bao giờ chịu yên phận. Danh ngôn nước ngoài có câu: người sống lạc quan là người ban thưởng cho chính mình, người sống bi quan là người trừng phạt chính mình. Và người ta còn nói rằng hạnh phúc không tìm được trong lầu son gác tía, trong những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là khi chúng ta thật sự sống và chiêm ngưỡng cuộc sống. Hãy bình lặng để chấp nhận những thứ ở hiện tại. Tóm lại, hàm ý của nghĩa kinh này chính là dù mang tướng nam hay nữ, nếu thực hành tu tập không thanh tịnh, không loại bỏ được ngũ dục thì vẫn không thành tựu được. Điều 2. Nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nghe có vẻ không khoa học lắm, nhưng đó là thực tế, bởi đã có những người chí tâm thực hành và đạt được kết quả đúng như lời dạy này của Đức Phật. Bởi niềm tin vào chánh kiến rất quan trọng đối với người học Phật. Nếu tâm có lòng thành rồi thì rất dễ đạt được thành tựu, và ngược lại. Do đó, chúng ta phải thấy rõ là khi chưa đạt được thành tựu là do chúng ta không chí thành trì chú và thực hiện theo lời Phật dạy, bởi những sự chi phối về đời sống hiện đại hoặc lòng tin chưa sâu, cũng như chưa có đủ phước báu để khiến sở cầu được như nguyện. Đừng nên quay lại trách Phật nói sai mà lại thối tâm. Càng thối tâm càng xa với đạo và càng dễ rơi xuống những ác đạo.
cần phải biết sách tấn tu hành nỗ lực hơn nữa. Điều 3. Tại sao những lời nguyện của Đức Phật khó thành hiện thực? Trong 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư nói rằng, nếu nghe, trì niệm danh hiệu của Ngài sẽ được những vật ăn ngon, thần tướng tốt đẹp và khổ nạn tiêu trừ. Sở dĩ, mọi người khó thấy được kết quả là do không thực hiện theo đúng lời dạy của Ngài. Cũng như một vị thầy giáo rất giỏi phát tâm đến vùng xa để xóa nạn mù chữ cho những trẻ em nhỏ. Nhưng các bé tại đây được dạy mà không chịu học nên cũng không có kết quả. Vì thế, Đức Phật muốn độ sanh mà dạy chúng ta những điều tốt đẹp, nhưng chúng ta lại không thực hành thì làm sao mà có kết quả được. Cho nên, ngụ ý của bài kinh muốn nói rằng, hãy luôn tạo những nhân duyên lành. Muốn được xinh đẹp thì dâng hoa cúng Phật, hiếu thảo cha mẹ. Muốn được giàu sang thì không ganh ghét người hơn mình, biết bố thí, có gieo trồng nhân lành mới đạt được điều thiện lành. Kinh này, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta, mỗi khi ốm đau phải tìm thầy, chạy thuốc chữa bệnh. Thêm vào đó, một phương pháp chữa bệnh linh nghiệm không kém, đó là sức tin tưởng, tụng danh hiệu Đức Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật, tức là cầu tìm đúng thuốc chữa đúng căn bệnh của mình, không tin những lời tà ma yêu nghiệt, những bọn thầy pháp chuyên đem chuyện mê tín dị đoan để chữa bệnh, khiến phải sa đọa vào vòng hoạn tử. Lại nữa, trong kinh Dược Sư khuyên ta không được nghe rằng tin nhảm làm bùa phép lung tung, giết hại sinh vật cúng cấp thần linh ma quái. Nếu làm những chuyện như thế, chỉ khiến gia tăng tội lệ mà bệnh không những không khỏi, đôi khi còn bị chết oan nữa là khác. Chúng ta cần biết rằng, nghiệp lực có sức chiêu cảm rất mạnh mẽ. Nó quyết định cuộc sống của chúng ta. Những nghiệp ác đã gây sẽ mang đến những tai nạn, khổ đau. Thực hành theo lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư chính là phương pháp giúp chúng ta tiêu bớt ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp.